Thôi, chào anh em trong kênh. Cảm ơn anh em trong kênh đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé. Thì hôm nay mình lên sóng để quảng cáo một số cái sản phẩm còn máy cũ, còn để anh em tham khảo. Anh em có nhu cầu dùng những máy cũ giá rẻ thì hôm nay đây là video của anh em. Thì trên màn hình của anh em là 4 con, hiện tại mình còn 4 con điện thoại giá rẻ, giá bèo á, giá rất bèo cho một cái sản phẩm rất được ưa chuộng trong các thời gian vừa qua. Đây là những cái model rất là được ưa chuộng nha anh em. Đầu tiên là một cái sản phẩm mà trong đây là một cái sản phẩm chiến lược của Vimart trong năm vừa rồi, năm qua. Đây, con Vimart Lite, con này là con Lite 4. Đây là một cái sản phẩm chiến lược nha anh em. Chiến lược trong trong năm vừa rồi của Vimart. Nó sở hữu một cái màn hình rất lớn, màn hình nốt ruồi bên cạnh trái á. Rất màn hình rất đẹp. Công viên rất đẹp. Trong thời gian năm ngoái là nó bán rất chạy con này này. Nó mang một cái cấu hình vừa phải để anh em có thể chơi game. Màn hình và cấu hình vừa phải anh em chơi game này. Đó. Camera 48 chấm, phụ 8 và phụ 8 và 5 năm. Mang một cái đèn chụp hình ban đêm rất đẹp. Đây. Anh em có nhu cầu đến sản phẩm. Con này mình bán. Xe hôm nay nó hơi ồn anh em thông cảm nhá. Con này mình bán trên 2 triệu một chút xíu thôi. RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Hỗ trợ sạc nhanh 18W và cục pin nó là 5000. Nay điện thoại lấy nét hơi kém anh em thông cảm nhé. Đó. Rất đẹp. Trên 2 triệu một con máy rất đẹp. Đẹp từ trong lẫn ngoài này. Đó. Màu xanh. Đây là con máy chiến lược của Vimart trong năm vừa rồi nha anh em. Rồi, trên 2 triệu một chút xíu. Và một tiếp theo là một con chơi game chụp hình. Cái điện thoại này nó chơi game chụp hình rất đẹp, rất ổn định nha anh em. Pin rất trâu, con này pin rất trâu, màn hình là rộng 6.5 inch. Rồi, pin rất trâu. Và một con iPhone 7. Về ngoại hình rất đẹp. iPhone 7 thường nha anh em. Mình thử chụp hình với con Joy Lite 4 này cho anh em xem này. Có một cái camera rất đẹp đấy. Mình nghĩ là cái camera của cái con Joy 4 Lite 4 này rất đẹp. Đó. Nó tích hợp tất cả các chức năng chụp hình, chụp ảnh rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Rất trong. Màn hình rất sáng này. Rồi. Anh em có kinh tế hạn hẹp chút xíu thì chơi con này này. Được đó anh em. Rồi, con này là con iPhone 7. Máy zin. Pin mình xem pin cho. Màn hình zin, máy zin. Pin thì dung lượng tối đa còn 90% này anh em. Đó. Anh em nhìn nhá. Dung lượng tối đa còn 90% pin zin. Đó. Máy này này người ta chơi ít này. Máy của con gái xài chơi ít. Rất nhỏ gọn. Con này nó vẫn con iPhone 7 này là nó vẫn đảm nhiệm được tất cả những chức năng mà tuy nó bán khoảng 5 năm nay rồi. Tuy cái model này ra khoảng 5 năm nay vẫn đảm nhiệm tất cả các chức năng của điện thoại đời mới bây giờ nha anh em. Đây, chơi game vẫn được. Chụp hình này vẫn là đẹp. Vẫn đẹp. Chụp hình vẫn ok.
bức ảnh nó mang lại vẫn cái độ sắc sắc sảo của một cái hãng điện thoại tên tuổi đó, 5 năm rồi, nhưng mà cái sự lỗi thời của nó là rất là ít, vẫn chưa được lỗi thời. Anh em xài iPhone 7 này vẫn ngon, vẫn ok này. Và một con tiếp tục là một con Oppo. Con Oppo này là con Oppo A91. Lần trước mình đã giới thiệu rồi. Nó mang một cái con RAM 8GB. Và nó bị bể kính. Mình thay kính thì mình mới phát hiện ra là con này đã thay màn hình rồi nha anh em. Anh em thông cảm, lần trước mình đã nói là con này thay kính nhưng mà con này đã thay màn hình. Và cái vỏ nó hơi xước thì mình cũng lên cho anh em nó một bộ vỏ. Thì mình đã giả hôm nay mình giảm cho anh em mấy trăm ngàn để anh em sở hữu nhá. Giá 2,2 triệu. Rồi. Con này 2,2 triệu nha anh em. Cấu hình chơi game là ổn định. Màn hình chơi game khủng lắm anh em. Gì á em? Hả? Rồi, ngồi ghế chờ chú xíu xong rồi. RAM 8GB là anh em chơi game mầm rồi. Cấu hình thì mới. A91 này cái giá mới đó là rất là mắc này anh em. Đó, 2,2 triệu. Trên 2 triệu xuống thế. Còn con này là con Vivo i11. Con Vivo i11 này thì mình cũng thay cho nó một bộ vỏ rồi. Vỏ nó hơi chảy, mình thay cho nó một bộ vỏ. Mình tiếp thị đến nhanh anh em, giá rất rẻ thôi. Giá con này là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu. Anh em còn nào có nhu cầu sản phẩm nào thì alo cho mình nhá. 1,5 triệu vẫn đảm bảo ok. Mình giao hàng, anh em kiểm tra hàng, nghịch bỏ sim vào nghịch, nếu mà có vấn đề gì anh em trả lại, không mất tiền phí ship nào nha anh em. Cho kiểm tra hàng trước nha anh em. Rồi, chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào Zalo. Bạn anh em nào có nhu cầu thì để lại kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh qua nhé. Gửi thông tin địa chỉ, mình sẽ giao tận nơi cho anh em nhé. Thì ngoài những cái máy cũ ra thì mình cũng có một số các dòng máy mới hiện nay cũng đang được ưa chuộng này anh em, tầm giá tầm trung thôi. Đây anh em xem này, con này nó mang cấu hình rất rất khủng, màn hình rất to này, giá có 2,7 triệu thôi. 2,7 triệu này, con trong góc này, bộ nhớ RAM là 3GB RAM và bộ nhớ 64GB này. Con này Redmi này 9A và 9C bán rất chạy trong thời gian vừa qua này, giá có trên 2 triệu thôi này anh em. Cấu hình chơi game ổn định này anh em. Redmi Reno Naro 50i. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chơi game cũng rất ổn này. Đó. Còn dòng Vivo mình còn i20. Màu xanh, xanh ngọc rất đẹp. i21 RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đó. M62 còn một con 8,9 triệu. 8,9 triệu mình có bớt cho anh em gần xa nhé. Rồi. Đầy đủ Samsung nha anh em. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì alo cho mình nhé. Mình giá có giá rẻ cho anh em.